Thưa quý vị và các đồng chí, tại thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ giảng viên, giáo viên trẻ không chỉ phát huy sức trẻ, khả năng sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, có bản lĩnh, yêu nghề mà còn phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa học sinh, sinh viên với ban giám hiệu nhà trường và năng động, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội, đội. Trong chuyên mục Những câu chuyện đẹp ngày hôm nay, thưa mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu những điển hình nhà giáo trẻ tiêu biểu với sự nghiệp trồng người. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, những năm qua, đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ thành phố luôn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện, luôn là những đóa hoa tươi thắm của nghề giáo. Thầy Dương Chánh Tâm, giáo viên trường tiểu học Trương Định, quận 12, không chỉ là một giáo viên tận tâm với nghề, mà còn là người thầy có nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn, mang lại những giờ học lý thú cho các em học sinh. Thầy đã vinh dự 5 lần đón nhận danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Thầy Tâm đã đưa ra nhiều sáng kiến thu hút các em học sinh tham gia như tổ chức câu lạc bộ STEM Robotics trong trường tiểu học là nơi để các em học sinh tham gia học tập, nghiên cứu, làm việc nhóm để thực hiện các mô hình robot từ đơn giản đến phức tạp, có khả năng ứng dụng thực tế trong đời sống hay sáng kiến ứng dụng các phần mềm trong bộ công cụ Office 365 trong tổ chức dạy học theo dự án, giúp học sinh tra cứu, tìm kiếm thông tin, liên kết kiến thức các môn học với nhau, từ đó củng cố những kiến thức đã được học, cũng như hình thành những kiến thức mới. Những sáng kiến của thầy Tâm không chỉ giúp các em học sinh học tốt hơn bộ môn tin học, mà còn góp phần đào tạo bồi dưỡng những bạn có năng khiếu tin học. Nhiều bạn là học sinh tại trường đã được giải cao trong các cuộc thi tin học cấp quận và thành phố. Thầy Huỳnh Minh Hải, giáo viên trường Trung phổ thông Marie Curie, quận 3, là nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh 3 lần liên tiếp. Không chỉ tâm huyết với nghề, mà thầy còn là người khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh. Để khích lệ học sinh nghiên cứu khoa học, phát huy sự sáng tạo, thầy Hải thường xuyên cung cấp thông tin về những cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, các đề tài, dự án hay, có ý nghĩa thiết thực trong học tập và lao động sản xuất, khuyến khích các em đề xuất ý tưởng và mạnh dạn thực hành. Giờ dạy của thầy Hải không hề khô cứng, bởi thầy tích hợp giảng dạy thêm nhiều kiến thức liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Năm học nào thầy Hải cũng có học sinh tham gia thi và đoạt giải học sinh giỏi vật lý các cấp. Riêng lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thầy trực tiếp hướng dẫn học sinh nghiên cứu, đã có nhiều dự án đạt giải cao cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp như giải nhất cấp thành phố trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật với đề tài thiết bị hỗ trợ hoạt động cho người Parkinson năm học 2018-2019. Giải ba cấp thành phố trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật với đề tài khảo sát thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng để từ đó nâng cao ý thức tiết kiệm điện năng cho học sinh trung học phổ thông năm học 2019-2020. Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh luôn đạt được những thành tích nổi bật. Đó là nhờ sự đóng góp không nhỏ của thầy Nguyễn Quốc Đoàn, bí thư đoàn trường, phó trưởng khoa cơ khí. Với vai trò là người thủ lĩnh thanh niên, thầy luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động sáng tạo, có nhiều sáng kiến và ý tưởng được ứng dụng hiệu quả. Đó là các hội thi giỏi nghề duy trì tổ chức hàng năm, tạo môi trường rèn nghề, kích thích niềm yêu nghề trong mỗi bạn học sinh. Đó là các chuyến đi thực tế tại nhà máy, công ty giúp học sinh gắn với nghề nghiệp, công việc sẽ làm sau khi ra trường. Đó là những hành trình về nguồn, câu lạc bộ học thuật hấp dẫn. Đặc biệt hơn khi công tác tại môi trường đào tạo nghề với nhiều khó khăn trong công tác phát triển tổ chức đoàn, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn luôn trăn trở để tìm ra những giải pháp sáng tạo, vừa tận dụng đặc thù của trường, vừa thu hút các em học sinh tham gia. Thế là hàng loạt các giải pháp sáng tạo trong học sinh ra đời, như xây dựng diễn đàn học thuật cho giáo viên và học sinh trong khoa trường, tạo phong trào sáng tạo cho học sinh bằng cách tổ chức nhiều cuộc thi sân chơi trí tuệ nhằm thu hút học sinh tham gia, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức. Đây là một cán bộ giáo viên trẻ và rất là năng động, rất là có chí tiến thủ. Thầy từ một cái trình độ là trung cấp mà thầy đã cố gắng học tập, đến bây giờ là lấy bằng thạc sĩ và làm với vai trò là được bầu là bí thư đoàn trường, rồi kiêm nhiệm luôn là phó khoa, phó trưởng khoa cơ khí,
thì cái năng lực của thầy đoàn rất là rõ nét và sự cống hiến của thầy đoàn cho nhà trường này rất là nhiều. Tiến sĩ Ngô Thị Huyền, Phó trưởng khoa Quản lý thư viện, Thông tin khoa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bảo vệ luận án tiến sĩ ở Anh Quốc khi còn khá trẻ về chuyên ngành khoa học thông tin, từ chối nhiều lời mời làm việc, cộng tác từ các cơ quan doanh nghiệp quốc tế, kèm theo chế độ đãi ngộ cao, cô Huyền chọn về nước để truyền tải những kiến thức mình học được cho các bạn sinh viên. Từ năm 2018, cô Huyền là trưởng nhóm xây dựng và phát triển chuyên ngành quản lý thông tin tại trường. Đây là một ngành mới chuyên đào tạo nguồn nhân lực quản lý chuyên nghiệp và tạo sức hút với đông đảo thí sinh yêu thích công nghệ lẫn kinh doanh. Việc hình thành ngành quản lý thông tin là một giải pháp để tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết thực trạng thiếu thốn nguồn nhân lực trong quá trình xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà khoa xây dựng cái chương trình đào tạo bậc đại học quản lý thông tin thì Huyền là một cái nhân vật nòng cốt, có thể nói là những cái người chủ trì trong cái việc lên ý tưởng và thiết kế cho cái nội dung đào tạo của chương trình quản lý thông tin. Cùng với các giảng viên tại khoa, cô Huyền đã đóng góp nhiều sáng kiến góp phần hình thành chương trình đào tạo chuyên nghiệp, góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về lựa chọn, phát triển nguồn lực thông tin, giúp sinh viên có khả năng nghiên cứu, làm việc một cách độc lập, sáng tạo sau khi ra trường. Bên cạnh đó, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp đại học quốc gia cũng được cô Huyền thực hiện hàng năm. Với những nỗ lực của mình, các giảng viên, giáo viên trẻ thành phố đã và đang đóng góp công sức vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp sức mình cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và hội nhập của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình kỳ này. Thúy Quyên hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thưa gái, chào tạm biệt.